Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay quý vị Sài Gòn Audio rất vui quay trở lại với chương trình giới thiệu sản phẩm và giới thiệu đến với các bạn một đôi loa rất quen thuộc trong shop hàng của quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Đó là đôi loa JBL, model SVA 1800. Vâng, đôi loa trước màn hình của các bạn đôi này thì mình bán rất nhiều rồi. Mình bán rất nhiều từ 1800, 1500, 1600 đến 2001. Vâng. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cái đôi 1800 này. Đôi này có chiều cao là 1m01, khá là cao nha. Và chiều rộng là 32 cm, chiều sâu là 38. Cái quý Nguyễn vừa cầm lên là những cái lưới của nó, những cái lưới còn rất là chuẩn, rất là đẹp luôn. Vải zin, nói chung là hàng này không có điểm trừ luôn, rất đẹp các bạn ha. Và đôi loa này cấu hình của nó là 2 bắt 20, 2 bắt 20 và một cái kèn ở giữa, đây là cái kèn, càng to 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 hết, gần như hết cái chiều ngang của cái loa. Từ những cái đôi loa SVA thì những cái kèn như thế này, cho nên loa này chơi chơi nhạc nhạc sàn hoặc chơi nhạc karaoke cũng rất là tuyệt vời. Mà mình đang mở nhạc này, nhạc vàng này, Lệ Quyên hát này, các rất là êm nha. Vâng, đôi loa này thì made in USA các bạn ạ, các bạn xem. Made in USA 8 ohm, trợ kháng 8 ohm. Và mình có thể nhìn trong cái lỗ này, mình thấy cái củ loa của nó to, to, người trong miền Nam gọi là to cho bá này, to lắm. Và đây là cái chạm loa. Những đôi loa chơi có hai cầu, có cái cầu này khi chơi bên quay thì các bạn sẽ lấy cái cầu này ra nha. Trước khi bấm amply thì mình lấy cái cầu này ra để chơi bên quay, chứ không thì nó sẽ cháy amply đấy, cháy tức khắc luôn nha. Một điều cẩn trọng sống còn là chỗ này, lấy cái cầu ra nhiều bạn quên là cháy amply. Vâng. Vâng, bây giờ các bạn xem tiếp chiếc loa phía bên bên phải màn hình của các bạn. Đây các bạn. Đầu tiên mình xem mấy cái lưới trước đi. Lưới cực đẹp, không có chỗ chê đâu. Rất đẹp. Và mình để qua bên và mình xem tiếp nè, các cạnh nè. Bụi bặm mình chưa có lau đâu. Vâng. Bắt 20. Cái đặc biệt là đôi loa này còn có bắt zin. À, màng thì màng zin rồi, tất nhiên rồi. Màng thay thì các bạn không nên mua đối với những đôi, bất cứ loa nào nha. Đó là mình tư vấn thực tế nó vậy. Còn viền thì thay là cái chuyện bình thường. Đây các bạn xem tiếng cái bắt phía dưới. Rồi, đó là đôi loa. Các bạn thấy cái đường keo của nó chuẩn chỉ, rất đẹp. Ok, đôi loa này giá của nó ra đi là 22 triệu các bạn. Các bạn nghe tiếng rất mềm, mình có một nhiều cái clip nói về những loa SVA này lắm. Ví dụ như đây là cũng là con SVA nha, con SVA này là 1500 nè, cấu hình nó cũng như nhau, một kèn hai bắt, con này 1500, làm loa center cũng được luôn, cho nên mình để ngay trung tâm chỗ này luôn đấy. Đấy, và tiếp đến mình giới thiệu đến với các bạn một bộ bao rề cực kỳ đẹp đến từ Mỹ luôn, loa Mỹ, bao rề đến từ Mỹ luôn. Ở trên này là cái rề và dưới là cái bao. Cái rề này là model của nó là GTV 500 hay là mã. Con này có cả radio các bạn này, và phía dưới này là cái rề GSA 3 số 5 hay là mã đấy. Vâng, bây giờ các bạn nhìn thấy nha, những cái bo rề của nó mới, phải nói là mới mới ghê luôn phải không. Đây, cái bộ này là giá của nó 16 triệu. Vâng, bây giờ quý Nguyễn sẽ quay phía sau và phía trong để các bạn xem cái bao Adecom 3 số 5 hay là mã, và con bờ rề cũng Adecom luôn, bộ một bộ com lê. Bờ rề 500. Đây các bạn xem đấy, Adecom nha, thuộc cái này là hàng Mỹ luôn. Vâng, bây giờ các bạn xem cái này trước nè, cái chạm loa phía sau của nó rất đẹp, kể cả cái tem kiểm định này mới toanh, rồi những cái chạm loa, những cái nút mà để vặn mấy câu chì này cũng mới toanh, hàng cực kỳ đẹp các bạn nhé. GPA 3 số 5 hay là mã. Vâng, đấy cái nắp trên này. Rồi bây giờ mình đến tiến hành mình lấy cái nắp ra, để các bạn xem phía bên trong nha. Đây các bạn xem phía bên trong, xem từ cái này là mình xem từ phía sau ra phía trước nè.
con này chạy chạy thân phô cực khủng, các bạn thấy cái thân phô to cực to, đường kính cái thân phô nó cũng phải là gần 20 cái thân phô nồi, và các bao mạch cũng mới tăng bốn cái tụ, bên này hai tụ, bên này hai tụ, bốn tụ công suất to như bốn lon bia. Và đây là diện bo mạch của nó đến 16 con sò sắt, 16 con sò sắt các bạn, 16 con sò sắt mới toanh đấy các bạn. Nhưng mà đây các bạn có thể nhìn thấy thôi, tại vì nó vướng á. Các bạn nhìn phía bên này, nhìn nhìn bên từ phía bên này nhìn qua, con cực mới, rất đẹp, mới từng cái dây từng cái thiết bị phải mới cỡ này, hàng USA, đúng là hàng Mỹ, có khác các bạn nhé. Đấy, bốn sò sắt từ đỏ Toshiba, rất rõ, mỗi mỗi cái bo phải bốn con là 16 con. Rồi bây giờ các bạn xem cái mặt trước của nó này, còn cái bao này thì phải đi liền với cái rề, vì cái bao này nó không có volume các bạn nhé. Nếu như mình xài cái bao không á, là mình phải xài cái đầu đĩa có cái volume, gắn vào cổng cái đầu ra của đầu đĩa là cổng variable á, thì có cái volume để mình chỉnh. Và đến bây giờ các bạn xem tiếp cái Edecom, cái bờ rề 500 hay là mã, con này thì vừa bờ rề vừa vừa radio này, radio thì nó có chữ chữ phê phía sau DTF này các bạn này, là tuner đấy, là đây các bạn nhìn thấy rất đẹp nha, có bắt chép ba lăng đầy đủ. Và các bạn nhìn cái bo mạch phía trong của nó, con này bo mạch quá trời luôn, nó sáng bóng luôn, nó đẹp keng luôn á, phải nói là cái con này cực kỳ đẹp này các bạn, này, cực kỳ đẹp. Các bạn xem phía trước nó một lần nữa, hàng Quý Nguyễn lúc nào cũng đẹp như con đường ông QX10 này, ba la mã này đẹp keng. Rồi con dạy mã dưới này nè, rất đẹp luôn, con dạy mã 920 cực kỳ đẹp, con dạy mã 920 Sony, rồi quá tuyệt vời. Vâng, bây giờ mình sẽ xếp lại, ghép lại để test nhạc cho các bạn nghe, để đánh giá chất âm của bộ bao rề Adecom 365 hay là mã, và bờ rề là 500 hay là mã. Vâng, như vậy thì các bạn cũng vừa xem xong mình giải phẫu cái bộ bao rề phía bên trong nội thất của nó. Và bây giờ thì các bạn nghe nhạc, trước khi nghe nhạc các bạn test lại cái radio nha, tại vì hồi nãy mình chưa test radio, bây giờ mình mở radio lên nè, mình có thể chỉnh đây này, tuner này, CD và tab một video, những cái cổng vào bên này nha các bạn. Vâng, hy vọng sẽ nhận được những cuộc kết nối trực tiếp từ quý vị đây, thông qua tổng đài 1900. Đó là radio, đây là những nút vào đài nè. Tấn Tân hy vọng rằng sẽ là một vâng. người bạn, và đây là nút bộ nhớ, mình ứng nhớ gì đâu mình nhớ ha. Rồi còn bây giờ vâng, thì bây giờ kể cho quý vị bây giờ thì mình chuyển qua mình nghe nhạc nè, mình chuyển qua mình nghe nhạc là mình bấm cái nút đỏ nè, rồi nút đỏ này lên chữ CD là nghe nhạc các bạn nha. Bây giờ mình nghe một bản nhạc của Lệ Quyên đi. Vâng, xin mời các bạn. Rất cặp cặp loa này chơi với cặp bao này rất hợp, hợp không thể tưởng luôn á. Buồn như trong một ngày hai đứa.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình xin báo giá lại tí nữa cho rõ hơn. Đó là đôi bao rè này với giá là 16 triệu và đôi loa JBL XVA 1800 giá là 22 triệu. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.